À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. À, hôm qua có tấm hình mà vị thấy Phật A Di Đà dùng sợi dây buộc vô cần cổ một người kéo với Quan Âm Bồ Tát thì dùng cái đài sen để đưa người này đi. Đại Thế Chí Bồ Tát thì thấy người này chống đối không chịu đi về cực lạc nên chỉ tay gầy la. Nhìn tấm hình đó tự nhiên mình thấy rằng là Đức Phật A Di Đà ngài tạo thành một cái quốc độ đặc biệt tốt đẹp gì. Muốn đưa cho những chúng sanh mà khổ đau như chúng ta về để hưởng được cái sự an lạc tốt đẹp. Mà mình thì thích lang thang, không chịu về. Mà tâm của ngài quyết tâm muốn đưa mình về. Nếu như ai mà muốn về thì chắc chắn là được về chứ sao quý vị? Nghĩa là bức tranh đó, nếu ai mà coi mà để ý thì thấy giống như cái tâm Phật Bồ Tát quá đại từ đại bi, không về mà lấy dây buộc cần cổ kéo luôn. Thấy Phật A Di Đà ngày đứng ngày gịch thế tội nghiệp. Mình ghi lại thấy chưa. Ghi lại à, bức tranh đó nghe, người ta viết lâu rồi đó, tranh nó viết lâu qua những đứa ngồi ngồi đến nay. Ở bức tranh này thấy cái hình của ai không biết hình ai, thôi mình lấy cái hình mình bỏ vô. Giống như cái ngụ ý là chúng ta rất là kiên cường, nghĩa là gan dạ ở cõi khổ không chịu gì. Phật A Di Đà dù là muốn rước nhưng mà mình thích ở cái cõi này mà mình không chịu đi gì, nhưng ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chừng nào mà mình muốn về thì ngài sẽ rước liền. Nào, nên nói là muốn về liền được về là gì đó, vì có Phật A Di Đà ngài nhiệt tình đến mức gì. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm đúng là từ bi ha. Lấy cái đài sen mà, giống như phụ trợ dít mình đi. Thấy chưa? Đại Thế Chí đúng là mạnh mẽ, mạnh mẽ. Thế giới cực lạc tốt như tại sao mày không về mà mày ngồi đây làm gì? Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ la gầy, cái cõi này có gì đâu mà vui mà mày muốn ở đây. Những đức chỉ tay đi về liền. Thấy không? Từ nơi đó mà cái bức tranh vẽ mà nó có ngụ ý đặc biệt lắm, mấy vị không phải đơn giản đâu. Ai mà từ bi như Phật Bồ Tát không đó. Nên mình chỉ cần tín nguyện kiên định là mình thành tựu đường giáng sanh à. Cứ ngày nào cũng nhắc nhở như vậy. Vì để ý nghe, cái đạo tràng trên không trung mình bây giờ, thí dụ như bây giờ quý vị có một số tiền thiệt lớn đi, quý vị xây một cơ ngơ thiệt lớn đi, chưa chắc quý vị có được cái số lượng người chuyên tu như vậy mà ở tu. Mà nếu có số lượng này mà ở tu, quý vị lo lắng cũng không đơn giản. Thấy không? Vậy đó mà cái cơ ngơ này nó nằm chỉ có ngay mình những đức và thêm cái vòng như tí tí là giải quyết được vấn đề. Kinh khủng không? Vì thấy rằng là quý vị làm việc Đức Phật A Di Đà, ngài thấy quý vị làm quá sức, ngài chuyển đổi một công việc mới nhất cho quý vị làm khỏe nhất. Ban đầu bản thân mình cũng chưa chấp nhận được, không? Nhưng mà ngài nói rằng mày không chấp nhận cũng không được, cắt hết công việc bây giờ không chấp nhận cũng không được, không? Đối với những chúng sanh như mình là các ngài phải mạnh mẽ quyết đoán,
xong rồi mình không còn một cái gì hết, mình phải chấp nhận. Và khi chấp nhận rồi mình mới thấy cảm ơn Phật Bồ Tát, thấy không quý vị? Đó, trong cái nghịch nó có cái thuận đó, thấy không? Nên mình là người niệm Phật hãy tin Phật sắp xếp đi. Đây là quý vị ngồi mà suy nghĩ cho thật kỹ. Quý vị đi, quý vị thấy bao nhiêu cái cơ ngơ, thấy không? Được mấy người trong đó mỗi ngày tu được 4 thờ. Từ khi những cái nhân duyên mà những đức đã từng lập ra những cái chỗ đó thì có ngày 4 thờ tu. Nhưng quý vị đi tìm thì có bao nhiêu nơi, dù là đổ vô đó bao nhiêu là vật chất vô, nhưng mà có khi mỗi ngày đóng cửa, quý vị thấy rõ ràng mà. Quý vị thấy rất rõ, rất nhiều luôn chứ không phải ít đâu. Nhưng mà cái này quý vị thấy đầu tư nhiêu đâu. Một cái phòng bé bỏng, rồi cái tivi, cái lo, bộ tượng Phật. Đặt bộ tượng Phật này cái anh đã làm cúng dường luôn. Bộ tượng Phật 9 triệu anh cúng dường luôn, thấy không? Rồi là xong một đạo tràng mấy ngàn người. Hồi sáng như thế thấy mà, ba cái room của mình là 1.800 mấy chục người, rồi thêm một cái, hai cái trang kia gom lại cũng là 400-500 người nữa. Rồi thì cái trang của Thiện Nhất Tâm trực tiếp nữa. Vì coi thành viên mà mấy ngàn, vì tính đầu người rất đông. Ví dụ như đâu phải một người không đâu, hai người, ba người, đoàn của chị em của Diệu Minh 6-7 người, 7-8 người, thấy chưa? Thấy cái đạo tràng trên không trung này không đơn giản chút nào, mà lại tu an lạc, tu nhẹ nhàng, tu khỏe, vì rất là rõ ràng tu an lạc mà. Tu mà không an lạc thì không có vô tu nhiều gì đâu, nó thật sự luôn. Đó, thấy không? Cái này gọi là gì? Đầu tư ít mà thành quả cao, rất rõ ràng luôn. Cái này đầu tư ít nè, nhân sự cũng có mấy người. Bây giờ thì quý vị thấy à, những đức từng ở một tổ chức, cái tổ chức của những đức rất đông, thấy không? Nhưng mà đùng một phát những đức còn có 1-2 tên si cầu que đi theo, 1-2 tên bị què đi theo. Si cầu que, tên thì ngủ, tên thì lết bách. Nó để coi á, vậy mà cuối cùng có được cái đạo tràng không chung mà sáng tối là mấy ngàn người tu đều rang, còn những thờ khác là giá chót gì cũng phải 1.000 thành viên. 1.000 thành viên đó thì 1.000 mấy trăm người. Những thờ khác đêm hôm 12 giờ khuya thôi, cái người tu cũng số lượng quá đông. Vì có gì còn gì nữa, cái này phải là rõ ràng. Có mấy người này nên như Đức nói với mấy anh em đi theo như Đức, như Đức nói nếu mà tính ra đầu người mà mấy ông mà lo cái đạo tràng này thì mấy ông là cao thủ võ lâm mà còn gì nữa. Mấy ông biết một cái tổ chức của người ta lúc trước 3-4 chỗ đó, biết cái số lượng người đông lo cỡ nào chưa? Từ ăn uống ngủ nghỉ vật chất đủ chuyện khó cỡ nào chưa? Vậy mà mấy ông làm cực quá, và Phật ấy đàn lượt một phát một, cuối cùng những đức chỉ còn có 1-2 tên bị què thôi. Vậy mà có cái đậu tràng anh không chung gì mà làm được, mấy ông nghĩ cỡ nào? Ông còn không trân quý, không làm nữa thì còn muốn cái gì nữa? Đây là việc ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời mình rồi, hãy nỗ lực mà làm, nghe không? Nên những đức nghĩ được điều đó, nên những đức bản thân đức nỗ lực hết mình. Nên những đức nói rằng là người tu hành nhiều thứ có thể tùy duyên mà bỏ, nhưng có một thứ tuyệt đối không bỏ, đó là đừng bỏ tu. Người tu hành mà bỏ tu thì còn nói gì người tu hành nữa quý vị. Quý vị nhớ kỹ điều này nghe. Quý vị phải công nhận câu này, quý vị ngồi suy nghĩ kỹ đi. Bất cứ ai nghe câu này, người cư sĩ hay xuất gia gì,
Ngồi suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu người tu hành mà bỏ tu là mất hết tất cả, không có còn một cái gì thì còn nữa chứ. Tại vì người tu mà bỏ tu thì còn gì nữa bây giờ quý vị? Nên người tu có thể bỏ nhiều thứ, bỏ rất nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng có một thứ không bỏ là không bỏ tu được. Nghe không? Tại vì tu là tu sửa, mà bỏ tu sao mà sửa? Đó. Còn tu thì còn sửa, mà bỏ tu thì kể như tiếu. Thấy không? Sao mà sửa nữa? Đó. Nên chúng ta là những người phàm phu phải cần có một tấm gương để soi mình. Tấm gương đó là Ai Di Đà Phật quý vị. Mỗi ngày mình niệm Phật là mình đang soi vô tấm gương Ai Di Đà Phật để phản chiếu lại chính mình đó. Nên niệm Phật giúp quý vị hiền rõ ràng mà. Quý vị biết rằng mình mà không nghe đạo, không nghe nhân quả rồi, thử đụng đến tài sản mình chút thử coi, vì nhảy đông đổng lên, quý vị muốn thoát lên đọt cây, chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Vậy mà quý vị thấy, quý vị nghe nhân quả, quý vị niệm Phật chứ, quý vị thấy rõ ràng không? Nhiều người chúng ta mình chịu thiệt rõ ràng đó quý vị. Chứ tính tình mà ai mà hiền đâu. Nhà Đức muốn nói những điều này quý vị thấy rõ ràng và quá hay không? Chứ tính tình ai mà hiền đâu quý vị. Đa phần đều là dữ dằn với ai mà hiền. Ai mà hiền hơn ai? Chứ đụng với vật chất, đụng đến danh tiếng mình thử coi rồi biết. Thấy không? Làm tới cho mà thấy. Nó chạy không nổi cũng mà lết theo. Nó như vậy đó. Mà chỉ có niệm Phật nghe nhân quả thôi. Vậy mà con người mình chấp nhận được. Vì sao? Vì mình có mục tiêu cầu sanh cực lạc. Nhờ mình có mục tiêu này mà mình chịu đựng được hết. Đối với con bất hiếu mình không buồn, không trách nữa. Đối với chồng chửi mắng đánh đập mình, mình không hận thù. Đối với người ta lường gạt mình, bản thân mình không có muốn gọi là đòi lại gì hết chứ. Thấy chưa? Vì nhớ cái người niệm Phật sanh cực lạc của mình, vì nhớ câu này nghe. Nợ của người ta thì mình trả, còn người ta thiếu nợ mình không muốn đòi. Mình nhớ chỗ này nghe. Nợ mình thiếu người ta thì người ta đòi mình trả, nhưng người ta thiếu nợ mình không đòi. Mình chữ lại hết, cuối cùng mình hưởng ở đâu? Cực lạc. Thấy không? Hưởng cực lạc. Mấy mươi năm ở cõi này hưởng cái gì đâu, cuối cùng chết quéo. Chết mà còn bị quéo. Nó mình vừa cực lạc xong, mình không già, không bệnh, không chết, tại sao chỗ này mình không chọn? Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói một câu rất xác thực: này các con, hãy chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi các con, đúng không? Đúng, hai vợ chồng mà dịu thấm đi, khuya 12 giờ cũng tu, giờ này cũng tu, vợ chồng đồng hành với vị cực lạc, mai mốt vợ chồng mà vị cực lạc hạnh phúc cỡ nào. Còn ở đây thì sớm muộn cũng là chia tay thôi, tại vì ai mà không chết, sớm muộn cũng chết à. Bây giờ vô ông đi trước thì ông vị cực lạc trước nghe, ông bà đi trước bà vị cực lạc nghe, không có ním kéo nghe chưa. Chứ không phải mà nói mà bây giờ vợ chồng biết tu, khi thọ mạng đến lỡ mình nắm tay bà mình gịch: bà đừng có bỏ tôi nghe, bà bỏ tôi buồn lắm bà ơi, bà đừng có bỏ tôi nghe, dù già già nhưng bà đừng có bỏ tôi nghe, bà đừng có làm gì. Mình biết niệm Phật sanh cực lạc, bây giờ lúc bà yếu nói bà niệm Phật đi, thường ngày thầy nhắc mình niệm Phật cầu sanh cực lạc, đây là quyết định lúc cuối cùng của mình. Tôi thương bà nhưng mà tôi phải niệm Phật để đưa tiễn bà về cực lạc. Bà về trước đi, có gì bà trở lại bà rước tôi sao. Thấy chưa? Thấy đặc biệt ghê không? Nó không có dính vô cái câu mà xa lìa khổ. Nói quý vị, nhờ tu mà nó không dính vô câu xa lìa khổ. Nếu không là nó xa lìa khổ. Nên mình mỗi ngày mình phải nuôi cái tâm cầu sanh cực lạc cho nó mạnh. Cái này là cái quan trọng nhất nè. Phật A Di Đà ngày nhiệt tình, ngày muốn rước mình về cực lạc. Mình chỉ cần muốn về thì phù hợp rồi. Mình niệm Phật là mình muốn về là phù hợp rồi quý vị. Mà lại bây giờ mình có được cái đạo tràng gì tại nhà mình tu được nữa, khỏi đi đâu xa nữa. Đây là cái phước duyên của chúng ta trong cái thời mạt pháp này nghe quý vị.
Đây là cái phước duyên á. Nhiều người chúng ta đã từng trải qua những thời gian làm này làm kia làm nọ, đi chỗ này đi chỗ kia rồi, mình biết rồi. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng là quý vị rất là tự tại, rất là thoải mái. Mỗi ngày niệm Phật, tu hành, lễ Phật tại nhà, có xong rồi lo việc gia đình của mình. Đó. Quá hay rồi còn gì quý vị. Nó đây là cái mà hết sức là trân quý nè. Nó, mình đã trải qua rồi mình rút kinh nghiệm. Trải qua rút kinh nghiệm. Hôm qua có cái vị chủ trì chùa này nói chuyện điện thoại, những đức nói rằng là tôi có một cái cơ ngơ, tôi rất là quý thầy. Thầy về, thầy muốn sao tôi sắp xếp, tôi lo hết cho thầy để hộ trì cho thầy tu. Thầy muốn nuôi người già hay gì, tôi sẽ lo cho thầy nuôi người già. Rồi thầy muốn mà tu hành như thế nào tôi giúp hết cho thầy, lo hết luôn cho. Đó. Thì biết rằng trong tâm tư của những đức bây giờ nó không có còn những cảm giác đó nữa quý vị à. Nó không có còn cái cảm giác nữa đâu. Nó chỉ còn đúng một cái tâm, đó là tu với vị trên đạo tràng không chung, mà một căn nhà nho nhỏ, một cái chỗ che mưa che nắng sống vài ba người thôi, để lo niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Chứ những đức không có còn cái quan trọng và cái nghĩ suy nghĩ đến cái việc mà những đức chở vào ngôi nhà Tam Bảo làm những việc như ngày xưa gì nữa đâu quý vị à. Những đức thấy không có cái việc nào quan trọng mà cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ kỹ, cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc là quan trọng nhất. Thì những đức cũng nói với thầy rằng để có dịp nào nếu mà có duyên ghé ngang chùa của thầy thăm chùa. Nhưng mà trong tâm mình bây giờ nó không còn cái cảm giác nữa quý vị à. Thì nghe thầy nói gì trong lòng mình rất cảm ơn. Trong cái lúc mình gặp những sự việc gì mà mình còn gặp thầy mà muốn giúp đỡ mình gì, mình rất là cảm ơn quý vị. Nhưng mà trong tâm nó đã không còn cảm giác đó nữa rồi. Nó chỉ muốn là một người cư sĩ bình thường thôi. Rồi tu với vị trên đạo tràng không chung gì, mỗi ngày là mừng dữ lắm rồi. Đây là điều nhà đức thích nhất à. Không có mong mỏi cái gì nữa chứ. Thấy không? Còn ai cái gì lớn lao thì thôi kệ, ai làm lớn được làm đi. Tại mình cũng làm quá rồi, biết quý vị ô. Thật sự mà nói, ním hết trơn rồi hiểu hết rồi còn gì. Bây giờ ním cái này mới đặc biệt nè. Ním cái hương vị mà gần mà xa xa mà gần mới dở dở ương ương này mới đặc biệt nè quý vị. Nên rồi hồi đó mình ưa nói câu tình chỉ đẹp khi tình gian dở, thấy chưa? Kiểu gian gian dở dở cái này nó đẹp dữ lắm. Nó nói tình hết vui khi đã dạng câu thề. Nó quý vị thấy ngày xưa mà quý vị mà mới lớn lên quý vị mới yêu nhau phải không? Có cái ông hí ông kể mà cười cũng chết. Ông kể hồi đó ổng thích nhỏ này, hồi cấp mới lớn lên nó mới 15 16 tuổi. Ông hí đi theo như thế á. Nó ổng quen con nhỏ này. Ngày nào ông cũng đi bộ lên nhà nhỏ này mà đi khoảng cỡ 6 cây số. Ông lội qua đường đồng lum la ông gặp nhỏ này. Mà chiều lại một cái thôi là ông đi qua đó. Và ông ngồi cho tới 3 giờ khuya. Ngày nào cũng đi qua gặp mà ngồi cho tới 3 giờ khuya. Hai đứa ngồi chung. Mà ông nói rằng bữa nào không qua là chịu không nổi. Mà qua là gặp nó thôi. Hai đứa ngồi mạnh đứa nào nấy bứt cỏ liễn đắc làm hoài vậy đó. Cứ liễn đắc đồ bứt cỏ xung quanh, không có dám nói một câu gì hết. Cái tay nhỏ đó ổng cũng không dám đụng luôn. Mà 6 tháng chờ giết ổng sơ xác chứ, ngày nào cũng ngồi tới 3 giờ khuya. Mà ổng nói rằng chiều một cái là nó muốn đi. Thấy chưa bị kinh khủng không? Nó tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Nó gian gian dở dở gì đó quý vị. Nó kinh khủng lắm quý vị. Nếu ai đã từng trải qua những giai đoạn này quý vị sẽ biết à. Nó không có cái gì chứ, nhưng mà nó lạ lắm.
nó muốn gặp làm sao á. Vì mà ông nói ngồi từ 6 giờ chiều mà ngồi tới 3 giờ sáng. Ngồi vậy đó. 6 tháng sau nhỏ này bỏ ông luôn. Tại sao biết không? Nó nói rằng ngày nào ngồi tới 3 giờ khuya. Cứ nghĩ ngày mai biết có gì lạ hay không. Ngày mai nó cũng vậy. Ngày mốt có gì lạ, cũng mốt cũng vậy. Cứ qua ông bứt cỏ xung quanh của cái sân vườn nhỏ này chui lũi hết chứ. Nên cuối cùng 6 tháng sau nhỏ này nói chắc anh bị ba trợn hay gì mà kỳ cục quá. Ông kể mà cười muốn ăn chết luôn. Người thấy chưa, nó nên từ nơi đó mà có những câu chuyện mà gặp mấy anh em này, mấy ông ngồi ông kể mình nghe mình mắc cười. Thì giờ mấy ông đi theo những đức là ông Tâm Nhiên, ông Tùng với ông Hí, đó là ba ông. Nên có ba ông thôi. Mà quý vị biết rằng một cái đạo tràng mấy ngàn người gì, mà cái quan trọng là cái câu nãy như Đức nói đó, người tu hành có nhiều thứ bỏ nhưng đừng bỏ tu. Nhờ không bỏ tu mới có được đạo tràng này. Nếu như những Đức bỏ tu là kể như tiêu. Tiêu rồi, quý vị. Ông nên phải là ngày chọn người, rõ ràng chưa? Ngày chọn người là ngày biết cái người này nhất định sẽ siêng tu. Người này siêng làm được và cũng siêng tu được. Nên ngài mới gọt hết việc của mình, ngài chọn cho mình tu để có đạo tràng trên không chung này. Chứ Phật A Di Đà ngài đâu có chọn đại quý vị, đâu có chọn người làm biến đâu. Nếu như mà ngài chọn mình mà làm biến thì mình đâu có tu ngày 5-6 thời với quý vị, thì làm gì có cái đạo tràng trên không chung này cho quý vị tu. Đó, nên cái đầu kéo là cực kỳ quan trọng. Thấy không? Quý vị thấy cái đầu kéo quan trọng chưa? Nên quý vị hết sức là trân quý mà tu. Vì những đức cũng đâu có kêu quý vị đưa tiền bạc gì đâu, đâu có xin tiền bạc, đâu có xài tài khoản gì đâu quý vị. Cái này là một cái đạo tràng rất đẹp, cái đạo tràng rất sạch sẽ, cái đạo tràng không chung này. Đúng là một cái đạo tràng mà quý vị biết rằng là ở thế gian này đây là một cái đạo tràng rất lạ thường. Thật sự rất lạ thường luôn. Một cái tổ chức nho nhỏ chỉ có ba ông bị què thôi, và một ông đi được, vậy mà trở thành một cái số lượng người đông thiệt đông mà vô tu chung. Vì thấy cái này lạ chưa? Nó mà một cái đạo tràng không nhận cúng dường, không có tài khoản, không có ngôi tâm, không có cái thùng tam bảo gì hết luôn. Vì thấy kinh khủng chứ quý vị. Đây là cái điều cực kỳ lạ thường mà quý vị thấy có rõ ràng luôn. Nó quý vị chưa từng thấy cái ngôi chùa kỳ cục như vậy. Cái ngôi chùa có mà không, không mà có, như là hư không vậy đó. Vậy mà quý vị được lợi ích đối với cái ngôi tam bảo này. Thấy không? Nó mà lại đưa ra cái pháp tu cho quý vị tu an lạc tại gia luôn. Rồi mai mốt cái tổ chức cái lễ Vía Di Đà nè, em quý vị, nhà quý vị bây giờ trở thành một cái nơi là lễ vía Đức Phật A Di Đà và lễ vía Quan Âm Bồ Tát. Việc này quý vị chưa từng suy nghĩ ra luôn. Chưa bao giờ ngờ được nhà của mình bây giờ trở thành một cái nơi tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà quý vị. Rồi tổ chức lễ vía Quan Âm, tổ chức Du Lan, tổ chức Phật Đản. Rồi Tết thì tổ chức mừng thọ cho cha mẹ. Chàng ô cái này nó quá hay quý vị ô. Năm nay mừng thọ hay cho mà thấy. Mấy năm trước mừng thọ thì bị quy về một cái tổ chức những đức sắp xếp. Bây giờ cái này mới cực kỳ hay nè. Bị đem cha mẹ bị về nhà, rủ anh chị em lại quý vị đầu tư hết luôn. Bị mua dải đỏ dải trắng thì bị buộc đầy nhà cho quý vị trang trí. Xong rồi mừng thọ cái ngày cho cha mẹ ngay cái ngày đó luôn. Những đức nói chuyện nói gì công ơn cha mẹ này kia, ngồi từ xa mà hướng dẫn. Rồi xong bổn phận làm con đến dâng trà cho cha mẹ. Quý vị ô cái này nó quá đặc biệt. Đó. Rồi niệm Phật cái phóng sanh gì, nó tiếp tục hồi hướng cho cha mẹ, mừng thọ ngày cha mẹ của mình này kia đồ, thấy không? Quá hay quý vị ô. Tại nhà mừng thọ luôn. Rồi lễ Vía Di Đà này tại nhà quý vị, là đạo tràng tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà. Chưa từng thấy, chưa từng thấy cái việc này, quá thù thắng rồi. Nó nên bây giờ mà đèn bông sen đồ này kia đó, là quý vị theo mấy cái số điện thoại mà những đức hướng dẫn đó, bị điện thoại dụ cho cô Diệu Tâm, cô Thủy rồi đó, là bị đặt đèn bông sen đồ, ai chưa có đó bây giờ đặt đi, chuẩn bị nó máy niệm Phật đồ, điện thoại đặt chuẩn bị tới qua đó là cái đạo tràng trên không trung chúng ta nè. Quý vị cầm đèn bông sen quý vị quơ thoải mái. Nó bây giờ từng nhà mà
nó bà đào hương nó cầm đèn sáng quơ thế chứ, nó bật lên cái nữa quý vị thấy rực rỡ một cái đạo tràng không chung luôn quý vị ơi. Xong khi mà lễ viết Đức Phật A Di Đà đó là mình quay lại hết tất cả hình ảnh mà người cầm đèn bông sen đó, xong mình á một hai bài nhạc về lễ viết Đức Phật A Di Đà mình kép hình ảnh này vô, thấy không, vì coi lại tràn ô một cái đạo tràng không chung rực rỡ từ xưa giờ chưa từng thấy. Bây giờ chúng ta nên phát động cái chương trình cư sĩ tại gia niệm Phật, nhớ nghe quý vị, nên phát động cái chương trình cư sĩ tại gia niệm Phật, và mỗi ngày cư sĩ tại gia tinh tấn niệm Phật, tinh có Phật hiệu, tấn là tiến lên về thế giới cực lạc, quyết tâm mới được quý vị ô đó, đó phải quyết tâm cho mạnh mẽ lên, đời này phải về thế giới cực lạc các quý vị đó, phải về thế giới cực lạc hiểu không đó. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúc vị an lạc nghe, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. A Di Đà Phật. Chào đạo tràng của Phước Tịnh nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.